Kính thưa quý cô, quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta tụ họp nhau ở nơi này là vì chúng ta tất cả muốn cùng nhau tôn vinh Thánh Martinho de Porres. Lễ của ngài hôm nay, ngài sinh ra đã hơn 400 năm nay, 400 gần 50 năm. Thế mà mỗi khi chúng ta mừng kính ngài, cảm thấy như có một cái gì rạo rực đặc biệt ở trong lòng chúng ta, mà chúng ta khác nhau lắm, đến từ nhiều nơi, hoàn cảnh sống khác nhau, vấn đề của cuộc đời cũng khác nhau nữa. Thế mà chúng ta vẫn cảm thấy tất cả một cái sự rạo rực thiêng liêng ở trong lòng. Cái gì làm cho chúng ta cảm thấy như thế mà chúng ta vất vả lắm mới về đây được? Ở nhà chắc sướng hơn chứ, nhưng mà có cái gì nó thúc đẩy chúng ta lại về đây như thế? Thưa, không gì khác hơn là tình yêu Thiên Chúa đã biến đổi con người của thầy Martinho de Porres tất cả trở thành như một cuộc than tình yêu. Và tình yêu đó hôm nay các bài sách tin mừng, bài đọc thứ nhất từ môn si Saia và bài sách tin mừng thiên Luca cho chúng ta thấy những cách diễn tả của tình yêu như thế nào. Ngôn sứ Isaiah nói đến những cái diễn tả nó quan trọng lắm. Ăn hiếp, ăn hà hiếp ai hết, hãy cho người rách rưới có áo mặc, hãy đón tha nhân vào nhà của mình. Rồi bài sách tin mừng Thánh Luca, Chúa trả lời cho nhà thông luật thì Chúa đưa ra một cái sự ngôn nói đến một người Samaria đi đường xa từ ngàn ở dưới ở Samaria mà đi qua từ Jerusalem đến Jericho, gặp một người bị quân cướp đánh nửa sống nửa chết để ở trên đường. Rồi người đó dừng lại và đưa người đó lên trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ, rồi chăm sóc. Rồi khi đến điểm phải đi thì còn nói với quán trọ chủ trọ là nếu có gì còn thiếu thì khi tôi về tôi sẽ trả, xin hãy chăm sóc cho người này dùng tôi. Những chuyện đó nó lớn lắm. Tình yêu trong đời sống của thầy Martinho nó đơn thường lắm. Những cái chuyện nhỏ nhỏ phục vụ trong cộng đoàn các cha dòng Đa Minh lúc đó, mà phục vụ với tất cả lòng khiêm nhường và tình thương yêu quý mến kính trọng các ngài, rồi thương yêu cả loài vật nữa, cho đến độ mà cả mấy con chuột nó đến nó cắn phá rách áo lễ của các cha mà thầy cũng thương yêu muốn cứu. Cái cách diễn tả nó rất là đơn sơ nhẹ nhàng trong những việc nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày của mình. Thế thì cái cách diễn tả tình yêu của thầy Martinho nó gần với chúng ta lắm, tất cả chúng ta có thể làm được hết. Và sáng nay khi dọn bài để phải chia sẻ với anh chị em hôm nay thì tôi nhớ lại một câu chuyện tôi đã đọc lâu rồi mà tôi có để lại ở trong máy vi tính của tôi. Tôi tìm ra và tôi đọc lại, và bây giờ tôi đọc lại cho anh chị em. Thế là rất đơn sơ vô cùng cái tình nghĩa của con người. Cái câu chuyện
có đề tài là bát mì đêm giao thừa. Đêm giao thừa ăn mì sợi đón năm mới là phong tập quán của người Nhật. Ông chủ tiệm bán mì sợi bác Hải Đinh là một người thật thà chất phác, còn bà chủ là một người nhiệt tình tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhẹ nhàng. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào, đứa nhỏ khoảng 6 tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời. Bà chủ mời, xin mời ngồi. Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt rè nói: có thể cho tôi một bát mì được không? Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú. Bà chủ trả lời: đương nhiên là được, xin mời ngồi vào đây. Bà chủ dắt họ vào bàn số 2, sau đó quay vào bếp gọi to: cho một bát mì. Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. Thằng anh nói: ngon quá. Thằng em vừa nói vừa gấp mì đưa cho mẹ: mẹ ăn thử đi, ngon lắm. Sau khi ăn xong, người phụ nữ trả 150 đồng. Ba mẹ con cùng khen: thật là ngon, cảm ơn. Rồi cúi chào và bước ra khỏi quán. Công việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31 tháng 12, ngày chuẩn bị đón năm mới, công việc của bác Hải Tinh vẫn phát đạt. Hơn 10 giờ bà chủ toan đóng cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhẹ nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái. Người khách nói: có thể cho tôi một bát mì được không? Đương nhiên, mời ngồi. Bà chủ đáp lại như thế. Và bà chủ đưa họ đến bàn số 2 như năm ngoái. Vừa nói vọng vào bếp: cho một bát mì. Ông chủ nghe xong liền nhanh tay thêm củi vào bếp và trả lời: vâng, một bát mì. Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng: này ông, mình nấu cho họ 3 bát mì được không? Ông chồng trả lời: không được đâu, làm thế họ sẽ ngại. Và ông làm một tô mì to hơn, thơm phức, đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh bát mì, vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán: thơm quá, năm nay vẫn được đến bác Hải Đinh ăn mì, thật là may quá. Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy. Tình yêu nhẹ nhàng, ba mẹ con thưởng thức chung một bát mì. Gia đình nghèo không có tiền để mua 2 bát, 3 bát thì nhiều thôi, chỉ mua được 1 bát. Nhưng mà ba mẹ con sung sướng, không ganh tị với ai cả, không than vãn, chỉ sống trong tình yêu giữa ba mẹ con thôi. Hai vợ chồng ông chủ thật là tín nhiệm. Nếu là 3 bát mì, họ sẽ ngại. Thôi làm 1 bát mì to hơn để có mặt họ có thể thưởng thức được. Ba mẹ con này chắc chắn là nghèo. Đấy, tình yêu đấy. Thế thì để ý đến cái cách thức diễn tả, những cái cử chỉ, những cái thái độ
không những không làm cho người khác phải tủi nhục mà còn tránh cái ngại ngùng cho người ta nữa. Thế thôi. Và khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, chúng ta vẫn cảm thấy cái sức mạnh của tình yêu của hai vợ chồng ông bà chủ này. Khi chúng ta đọc cái câu chuyện này, chúng ta vẫn cảm thấy cái niềm hạnh phúc của ba mẹ con nghèo. Như vậy thì tình yêu dễ lắm áp dụng vào mọi hoàn cảnh của cuộc đời của mọi người, trong những sự việc rất nhỏ, trong những tương quan với những người mình không quen biết được hết. Cái nhớ nó nằm ở trong lòng của mỗi người, không ở ngoài việc làm. Một người có thể làm một việc rất lớn cho rất nhiều tiền bạc, nhưng mà làm không khiêm nhường, không thanh thoát, không thương yêu thì không đem cái niềm vui và hạnh phúc cho người nhận được. Mà đối với chúng ta còn một cái bí quyết nữa, đó là cái tình yêu đó phải phát xuất từ lòng của Thiên Chúa đó. Thánh Phaolô nói trong bài thứ hai trong Tư Mừng Thánh Hữu Galata: Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài để chúng ta có thể kêu lên nói với Chúa: Lạy Cha, thưa Ba, thưa Bố, thân thiết lắm. Từ một con tim thân thiết với Chúa, nó phải sẽ phát xuất ra những lời nói, những cử chỉ, những hành vi, những việc làm đáp ứng vào nhu cầu cụ thể của người mà mình muốn diễn tả tình thương yêu, và đáp ứng vào theo cách thức cần thiết phải diễn tả với người mình cần phải thương yêu. Cho nên cái bí quyết nó nằm ở sự thân thiết với Thiên Chúa, để Ngài thanh luyện lòng trí chúng ta, để Ngài đổ đầy tràn lòng trí chúng ta chính tình yêu của Ngài đối với nhân loại, nhất là đối với những người yếu kém nghèo hèn. Đó cũng là bí quyết. Và thế mà Tino vì sao lại làm những công việc hết sức là bình thường cuộc đời của một thầy dòng, một tu sĩ, một trợ sĩ ở trong cộng đoàn của tất cả các bạn, mà cái sức mạnh đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn có thể khơi lên trong lòng chúng ta niềm vui, niềm hân hoan. Được như vậy là vì cái sức mạnh đó là chính sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Amen.